Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình cho ngày hôm nay. Nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái cách mà mình ship cá ở bên Mỹ từ tiểu bang này qua tiểu bang khác đến khách hàng của mình như thế nào mà nó an toàn và hiệu quả và nó tốt nhất. Các bạn đã biết á, thì mình ở tiểu bang Virginia, có nghĩa tiểu bang này nó có 4 mùa xuân hạ thu đông khác nhau, và mùa đông của nó thì tuyết rơi trắng xóa và phủ hết cái mặt đường luôn, có nghĩa là nước cũng đóng băng nữa. Thì làm cách nào mình ship cá cho nó tốt nhất? Thì cách mình ship cá thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ cần một cái dụng cụ, một cái hộp mà mình sử dụng để ship cá thì chính là thằng này. Mình lấy từ USPS, thì thằng này là miễn phí. Bạn có thể ra USPS ở gần nhà, các bạn có thể lấy và lấy được cái hộp này. Nó hoàn toàn miễn phí luôn, không tính một đồng cent các bạn nào các bạn. Còn nếu mà các bạn không kiếm được cái hộp này hoặc là nhỏ tương tự thì các bạn thể đi mua ở những cái cửa hàng mà dành riêng cho những cái dụng cụ ship hàng á, thì nó có bán mấy chục cent một cái. Nhưng mà mình khuyên các bạn cứ ra USPS đi lấy cái này, nó miễn phí hết, không cần phải đi ra ngoài mấy cửa hàng bán mấy dụng cụ mà đi ship hàng bây giờ hết. Và sau khi mà các bạn có được cái hộp này thì các bạn cần đến một cái nguyên liệu thứ hai mà mình dùng để ship cá, đó là gì? Đó chính là cái bọc này đây. Cái bọc này thì các bạn bắt buộc phải dùng những cái loại bọc mà nó có chiều ngang, có chiều cao của nó như vậy. Lý do tại sao? Để mình có thể có được cái khoảng không gian giống như là nước mình dùng để ship cá thì mình sẽ để ở đây. Và phần còn lại thì mình sẽ để không khí để cho cá của mình nó có oxy để thở. Và các bạn nhớ cho mình là khi các bạn sử dụng những cái bọc mà để ship cá này á, thì các bạn hãy chọn cho mình cái loại bọc mà dày một chút xíu, ít nhất là cũng phải 1mm hoặc là 2mm hoặc là 3mm nha các bạn. Mình thì mình sử dụng loại 2mm đến 3mm. Tại vì như vậy á, thì nó sẽ tránh được những cái va chạm hoặc va động khi mà cái người ship hàng của mình đi á, nó không cẩn thận hoặc làm rơi cái gói hàng xuống thì nó sẽ không làm cho cái bọc nó bị bể ra. Một cái yếu tố kế tiếp nữa các bạn cần phải có để khi ship hàng cho mình, đó chính là cái miếng này. Cái miếng này thì một số bạn sẽ thấy hơi làm lạ một chút xíu. Cái này á, thì nó gọi là Unihis. Cái này các bạn có thể mua ở trên Amazon được. Mình sẽ để cái đường link ở phía dưới. Tất cả những cái dụng cụ mà mình dùng để ship cá của mình á, thì mình sẽ để đường link phía dưới cho các bạn nào mà có muốn ship những em cá của mình cho đến khách hàng của mình á, theo cách của mình á, thì các bạn có thể bấm phía dưới. Các bạn mua những cái dụng cụ này rất là rẻ. Cái này gọi là Unihis. Cái này là một cái gói để gọi là heat pack. Nó sẽ tạo ra được cái độ nóng dành cho cái bọc này. Có nghĩa là khi mình sử dụng thằng này á, mình cần xé nó ra và mình để vô trong cái thùng này thì nó sẽ tỏa ra từ nhiệt từ cái này. Ngay lập tức trong vòng 40 tiếng nó sẽ có 40 tiếng tỏa nhiệt giúp cho cái hộp này lúc nào nó cũng ấm. Đó. Đấy là dành cho mùa đông, còn mùa hè thì mình sử dụng loại khác. Nó cũng gần giống như thằng này nhưng mà nó sẽ tạo ra được cái hơi lạnh làm cho cái hộp của mình nó sẽ không quá nóng để cá của mình nó có thể sống sót qua cái khoảng thời gian mình ship cá. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái từng khâu một mình sử dụng những cái dụng cụ của mình để ship cá cũng như là những cái đồ dùng này của mình. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái bước đầu tiên của cái công việc ship cá của mình đi. Thì bước đầu tiên là gì? Thì mình sẽ dùng những cái bọc mình ship cá, mình sẽ ép cái phần đầu ngay cái mép này hai bên hông luôn. Lý do là tại sao thì mình sẽ vừa làm vừa nói luôn. Thì mình sẽ dùng cái máy ép nhiệt này để ép bọc nè. Cái lý do á, mà mình để mình ép cái bọc này á, ngay cái phần mép á. Đó, mình phải ép ngay phần này nè. Đó. Để cái phần này á, khi mà mình cho nước vào á, nó sẽ không có bị dính con cá vào cái phần mép này. Thì như các bạn đã biết, khi mà nước nó phình ra á, thì cái phần này nó sẽ bung ra. Và khi mình ship cá á, thì nhiều khi con cá nó bị mắc vào cái phần đầu này. Thì có thể cá nó bé quá, nó sẽ chết. Nên mình tốt nhất là mình cẩn thận, mình sẽ ép cái phần đầu này. Nó tạo ra một cái phần như lục giác á. Thì cá nó bắt, thì cá lúc mà nó cho vô đây á, thì nó sẽ không có bị vướng vào. Mình sẽ ép hai đầu luôn nha các bạn. Rồi, sau khi ép thì mình sẽ có thành quả như các bạn. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy hai cái đường bên này. Bây giờ mình sẽ dùng nước mình đổ vô trong cái bọc mà mình đã làm sẵn, thì cho các bạn xem chính xác là nó như thế nào. Và đây là khi mình bỏ nước vô là các bạn nè, các bạn thấy không? Cái phần này á, nó sẽ bị cắt ra, có nghĩa là cá nó sẽ không bị dính vô cái phần này được. Nếu mà không có thì nó sẽ giống như vậy nè. À, cá nó rất là dễ bị dính vô cái đầu mép này. Nhiều khi á, mà người ta ship cá đi á, mấy cá nhỏ nó bị kẹp vô đây á, nó sẽ chết. Trường hợp đấy, nhiều khi các bạn sẽ nghĩ là chắc không bao giờ nó có trường hợp đấy đâu. Có đó các bạn, mình ship cá nhiều rồi mình biết.
dính hoài à, nếu mà các bạn không làm. Những con cá nào nó khỏe á, thì không sao, mà cá mà yếu á, nhỏ á, dính vô đây á, chết liền á. Nên tốt nhất các bạn hãy làm cái kiểu như mình, ép hai cái đầu này ra. Nó hơi tốn công chút xíu, có mấy giây thôi chứ không tốn công nhiều lắm, nhưng mà nó tốt cho cái công việc hiệu quả sức cá của mình. Và sau khi mà các bạn ép được rồi á, thì các bạn tiến hành cho mình là bỏ nước vô. Thì như các bạn đã thấy nãy giờ á, cái nước mình bỏ vô đây á là 1 phần 3 của cái bọc, có nghĩa là cái chiều dài của nó khoảng một găng tay của mình đi vậy đi, thì mình chỉ lấy cho nó 1 phần 3 nước, và phần còn lại 2 phần 3 còn lại hoặc 3 phần 3 còn lại á, thì mình để không khí. Và để không khí thì mình cũng dùng máy ép nhiệt, mình ép nó ngay cái miệng này đó, như các bạn thấy không, để nó cắt ra, có nghĩa là rất là tốt đó. Mình sóc như vậy nó không có bị xì ra, cũng như nước không phải là chảy ra ngoài được đó. Mình tắt ra như vậy, thì khi mình cắt ra được như vậy á, bắt đầu là mình tiến hành cái công việc kế tiếp, đó chính là cắt rời cái phần đầu ở trên ra. Cắt rời đầu ở trên ra thì đơn giản lắm, bạn dùng máy ép nhiệt như cái máy này luôn, bạn ép nó xuống, bạn dịch nó ra là mất cái phần đầu. Thì cái đây là cái lúc mà mình chưa cắt này, phần đầu vẫn còn, đây là cái lúc mà mình cắt rồi, cái phần đầu nó mất đó, nó như vậy nè các bạn đó, vừa đẹp vừa hiệu quả vừa tốt cho cá của bạn nữa đó, không thể nào nước nó ra ngoài được á, rất là thoải mái. Bạn nào mà muốn mua cái máy này á, thì cái việc bấm xuống cái đường link mình để dưới video phía dưới á, mình có để sẵn cho các bạn xem luôn là cái chỗ mua cái này, giá nó không có mắc đâu. Và sau khi mà bạn có được thành quả như vậy, có nghĩa là bạn cho cá vô rồi, cho nước vô rồi, không khí cũng có hết sẵn trong đây rồi, thì bạn tiến hành cho mình cái bước kế tiếp. Cái bước kế tiếp là gì? Đó chính là bạn dùng một cái bọc không không có nước gì hết, bạn cho cái bọc này vô, có chứa cá có chứa nước hết vô trong bọc như thế này, để cho nó có thêm một cái phần bảo vệ nữa. Nhiều khi cái bọc nó rách thì có cái bọc trong đây nó giữ lại. Và đây chính là cái thành quả cuối cùng khi mà mình ship một con cá đi, mình sẽ làm như vậy đó. Ở trong là có một cái bọc, ở ngoài cũng một cái bọc luôn đó, như vậy đây. Thì mình phải làm như vậy thì mình mới đảm bảo được cái tính an toàn của mình được. Tại vì các bạn biết đó, khi mà mình ship một con cá của mình đi á, thì mình rất chú trọng cái công việc ship của nó. Tại vì những con cá đấy mình nuôi từ bé, nói chung mình cũng rất quý mấy em cá của mình, nên mình không muốn những em đó sẽ chết trước khi mà nó gặp được chủ nhân mới của nó, nên mình sẽ ship kiểu như vậy đó. Hơi phức tạp một chút xíu nhưng hiệu quả cao và an toàn. À, và cái bước thứ hai của công việc ship cá thì mình đã dán cái thùng này ở phía đáy rồi, bây giờ mình đã có một cái thùng hoàn hảo rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái miếng giấy vụn này đây. Cái giấy vụn này á thì ở bên này nó gọi là green fiber. Như các bạn đã biết á, tất cả những cái nhà cửa bên Mỹ này á, thì người ta đều có sử dụng cái phần này, nó giống như là một cái phần để cắt nhiệt để dùng trên mái nhà á các bạn. Thì cái phần này nó sẽ giúp cho nhiệt độ trong nhà lúc nào nó ổn định, nó không bị thoát ra ngoài, cũng như nhiệt độ ở bên ngoài xâm nhập vào cũng không không quá cao đó. Thì mình mua cái loại này về, mình mua cái này thì mình mua ở bên Lowe hay là Home Depot, nó đều bán hết à, những cái chỗ mà dụng cụ bán những cái vật liệu xây dựng á. À, vài hôm nữa mình sẽ đi đến đó, mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem luôn. Thì cái này mình mua về mình sử dụng nó, có nghĩa là mình làm cái phần lót lót lên nền ở chung quanh cái thùng này, để cho giúp cho con cá nó bị cắt cái nhiệt ở ngoài vào trong cái thùng, cũng như là cái nhiệt độ ở trong đây á thì nó sẽ không bị tỏa ra ngoài quá nhiều. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó để mình cho lấp đầy luôn cho các bạn xem. Cái này á thì sử dụng thì cũng dễ lắm, bạn cứ chỉ việc lấy bỏ vô thôi là thoải mái. Nó nhất nó chống sốc nữa, tại vì nó mềm lắm, nó giống như là bông gòn vậy đó. Các bạn nhớ nhá, mua cái này thì đến Lowe hay Home Depot các bạn mua đều được hết, giá rẻ. Một cái thùng, một cái bự như vậy á, nó có mười mấy đồng mà. Mà các bạn xài chắc phải hơi bị nhiều á, tại vì nó nén mà, nó một cục nhỏ các bạn bóp nó ra một cái đống bự luôn. Rồi tạm thời mình sẽ lấy như vậy, và mình sẽ tiến hành cho cái bọc đựng cá vô đây. Rồi, bước kế tiếp của mình á là mình cho cái bọc đựng cá của mình vô trong đây. Đó, như các bạn đã thấy không? Nó nằm vừa khít luôn nè. Đó, êm ấm luôn, lung lay không bị gì hết. Đó, rất là tốt và nó bảo nhiệt luôn. Sau đó mình sẽ cho một lớp bông này nữa nằm trên mặt để cho nó giữ nhiệt nha các bạn. Thì nó sẽ giống như vậy này. Đó. Cái này mình làm ví dụ thôi, mình sẽ không cho nhiều vô tại vì tí nữa mất công lại phải bỏ ra nữa. Đó, có nghĩa là mình sẽ lấy một lớp này, mình để trên phía mặt này luôn. Rồi, sau khi mình đã có được cái lớp như vậy rồi á,
thì mình tiến hành cái bước cuối cùng là cái bước bỏ cái bọc này vô trong cái miếng này để cho nó tạo ra được cái nhiệt để giữ cái hộp này lúc nào nó cũng được giữ ấm. Và cái cách mà mình bỏ cái bọc này vô thì rất là đơn giản. Thì ở trên đây á, nó có ghi á, khi mà bạn mở cái bọc này ra thì bạn sẽ có một cái đường hồng hồng. Nếu các bạn nhìn kỹ là cái đường hồng hồng mà các bạn bắt buộc phải để nó chúi xuống như vậy, có nghĩa là đặt lật mặt cái mặt của nó chúi xuống như vậy. Tại vì cái đường hồng hồng á, là cái nơi mà nó tạo nhiệt, từ đây nó sẽ tỏa xuống dưới. Thì khi mà các bạn mở ra á, thì các bạn nhớ cho mình á, là dùng một cái miếng giấy báo như vậy nè, đó. Các bạn chụp nó lại, đó. Và các bạn phải nhớ được cái mặt hồng, cái đường dây hồng á, nó nằm ở đâu, thì các bạn để úp nó xuống. Đó, như mình nói, bề mặt miếng hồng nằm đây, lật nó lại. Và đừng quên là xé cái bọc ra. Nếu các bạn không xé cái bọc ra, nó không tạo nhiệt được đâu. Tại vì cái bọc đó là nó sẽ tiếp xúc với không khí, và từ không khí nó sẽ hấp thụ vô, và những cái thành phần hóa học ở trong đó nó sẽ làm ra cái nguồn nhiệt, thì lúc đó nó sẽ tạo ra được. Và khi các bạn đã cho được cái miếng tạo nhiệt vô cái bọc báo như vậy rồi, úp lên phía trước này, đóng hộp vào như vậy là xong. Và bây giờ là bước cuối cùng, đó là mình sẽ đi gửi cái kiện hàng này đến USPS, là cái nơi mà mình mua mấy cái hộp này. Nó chính xác là nơi mà mình lấy những cái hộp này. Thì thường mình gửi cá thì là USPS, là UPS hoặc là FedEx, tùy theo là đơn đặt hàng của khách hàng muốn như thế nào. Nhưng đa số là mình sẽ gửi USPS nếu mà không có yêu cầu. Và cái kiện hàng mình gửi á, là cái kiện hàng sẽ đi trong vòng 1 cho đến 2 ngày hoặc 3 ngày là cao, nó sẽ tới được đến cái nơi cần tới. Và cái tiền mà mình trả cho cái USPS á, là nó sẽ dao động từ khoảng chừng 10 đồng cho tới 15 đồng. Đó lý do tại sao cái giá tiền ship cá của mình bao giờ cũng từ 10 đồng đến 15 đồng cho một kiện hàng trong vòng 5 con. Nếu mà bạn ship trên 5 con thì sẽ lên tới khoảng 20 đồng. Còn nếu mà trong vòng 5 con á, thì giá của mình á, cho dù bạn lấy 1 con hay là bạn mua 5 con thì đều 15 đồng hết. Nên các bạn nào mà có nhĩ ý muốn mua cá của mình á, thì các bạn mua khoảng chừng 2-3 con thì nó đỡ tiền ship cho các bạn hơn. Còn các bạn mua 1 con mình vẫn lấy tiền ship là 15 đồng. Cam kết tiền ship này có nghĩa là mình không có bỏ túi riêng được đồng bạc nào đâu mà mình phải trả tiền cho cái người ship á. Tại vì cái này là ship đặc biệt, trong vòng 1 đến 2 ngày nó tới. Và đây là cái kiện hàng của mình cho một vị khách mà yêu cầu đặc biệt mấy em cá beta của mình. Và bây giờ mình đang trên đường đến cái USPS đây. Bây giờ vào mùa thu rồi á, nên cái thời tiết bên này nó cũng khá lạnh. Và cây cối thì các bạn đã thấy á, thì nó đã đổi màu hết rồi. Màu vàng, màu xanh, màu cam, tùm lum tùm la hết. Nói chung là cái mùa này á, là cái mùa mình thích nhất trong năm. Vì màu sắc của nó bây giờ nó đẹp lắm. Nói chung là nếu mà gọi là chụp ảnh hay phong cảnh gì đó, và cái mùa này là gọi là nhất luôn á. Mùa thu mà màu sắc cây cối, bạn nhìn nãy giờ thì các bạn thấy cây cối nó rất là đẹp. Mình đã tới được cái chỗ USPS, là cái góc bên này của mình đây. Thì bây giờ mình sẽ thả những em cá này cho chỗ USPS để nó gửi. Thì 2-3 hôm sau thì khách hàng của mình sẽ nhận được cá, và đồng thời mình sẽ gửi cho họ cái mã code để theo dõi là cá của mình tới đâu rồi. Và bây giờ mình sẽ vô mình gửi, sau đó mình sẽ vòng lại nhà. Và như các bạn đã thấy thì đó chính là cái phương pháp và cái cách của mình ship cá đi đến khách hàng của mình từ tiểu bang này qua tiểu bang khác ở trong nước Mỹ. Đó là cái phương pháp của mình. Và nếu bạn nào có phương pháp hay hơn và tốt hơn thì các bạn cứ việc san sẻ cho mình bằng cách là comment ở bên dưới, hay là nhắn tin qua bên Facebook hoặc fanpage để cho mình biết thêm ý kiến. Và các bạn đừng có quên là
like, subscribe channel của mình để theo dõi những video mới nhất, cũng như là ủng hộ tinh thần của mình để tạo ra được những video mới tốt và hay hơn. Hẹn gặp các bạn trong một video mới kế tiếp và hay nhất.